Cô chào các em, rất vui được gặp lại các em trong phần C Speaking. Và hôm nay chúng ta sẽ giải 3 hoạt động trong phần C này các em nhé. Hoạt động đầu tiên, Activity 1, Work in Pairs. Em hãy làm việc theo cặp. Compliment your partner on his or her volunteer activities. Em hãy khen ngợi bạn của mình về các hoạt động tình nguyện của cậu ấy hoặc là cô ấy. Ask the example, giống như là bài ví dụ ở dưới đây. Example, ví dụ, Mai, do you take part in any community activities? Bạn có tham gia vào hoạt động cộng đồng nào không? Lan, yes, I'm part of a group that makes bamboo projects. Có, mình là một phần, một thành viên của một nhóm mà làm ra những sản phẩm bằng tre. Then we sell them to raise funds for an orphanage. Sau đó thì chúng mình bán chúng để gây quỹ cho một trại trẻ mồ côi. My wonderful, tuyệt vời. We also grow vegetables and give them to a nursing home. Chúng mình cũng trồng rau củ và đem cho một viện dưỡng lão. Lan, sounds like great work. Nghe có vẻ là một công việc tuyệt vời. Activity 1, hoạt động số 1. Me cooks for the elderly. Me nấu ăn cho người già. 2. Phong and his friends collect litter around the neighborhood. Bạn Phong và bạn bè của bạn ấy đã thu gom rác. Around the neighborhood là xung quanh khu phố. 3. Minh tutor street children. Bạn Minh dạy phụ đạo cho trẻ em đường phố. Và bây giờ chúng ta hãy tạo ra một đoạn đối thoại tương tự nhé. Đầu tiên là bạn My và thứ hai là bạn Phong. Và cô sẽ để bạn My hỏi trước. My ask. Bạn My hỏi. Do you take part in any community activities? Bạn có tham gia hoạt động cộng đồng nào không? Phong. Yes, có. I and my friends, mình và bạn của mình. Thường thì trong tiếng Anh người ta sẽ để là my friends and I. Người ta sẽ đưa người khác ra trước và sau đó là mình. Còn trong trường hợp nhận lỗi thì người ta mới đưa mình ra trước các em ạ. Nhưng ở đây thì cô viết theo trình tự của sách nhé. I and my friends collect litter around our neighborhood. Me. Tuyệt quá. Wonderful. We also grow vegetables and give, sorry, we also cook for the elderly. We cook meals. Chúng mình nấu những bữa ăn. Then we give food. Và cô sẽ lấy thông tin của bạn My là nấu cho người già và bạn Phong và bạn bè là thu gom rác ở quanh khu phố các em nhé. Now, me ask first. Bạn My hỏi trước. Me. Do you take
taught in any community activities? Bạn có tham gia hoạt động cộng đồng nào không? Phong. Yes. My friends and I collect litter around our neighborhood and me say, me nói, wonderful, tuyệt quá. Bọn mình cũng nấu ăn cho người già. We also cook for the elderly. Chúng mình nấu các bữa ăn. We cook meals. Sau đó, then we give food. Chúng mình đem đồ ăn to them in a nursing home. Và chúng mình đem đồ ăn cho họ trong một viện dưỡng lão. And Phong says, Phong nói, sounds like great work. Phong nói, nghe có vẻ là một công việc thật tuyệt. Chúng ta quay lại với sách và hoạt động số 2. Activity 2, hoạt động số 2, work in pairs. Em hãy làm việc theo cặp. Read the fact sheets. Em hãy đọc những cái tờ mà viết về những cái thông tin thực tế. About some students, về một số học sinh. Then discuss which of the community activities below. Sau đó thì em hãy thảo luận là các hoạt động cộng đồng ở bên dưới đây. Each of them should join. Mỗi người họ nên tham gia cái nào? Give reasons to explain your answers. Và em hãy đưa ra lý do để giải thích cho câu trả lời của mình nhé. Now we see the community activities. Chúng ta sẽ nhìn qua các cái hoạt động cộng đồng. Planting trees. Planting trees, that's it. Trồng cây. Tutoring primary children, that's it. Dạy phụ đạo cho trẻ em, cho học sinh tiểu học. Cleaning up the neighborhood, dọn dẹp khu phố. And taking care of animals là chăm sóc động vật. Now we read the fact sheets. Chúng ta đọc những thông tin thực tế ở đây nhé. Mai is 12, Mai 12 tuổi. She loves dogs and cats. Bạn ấy yêu thích chó và mèo. She is patient and caring. Bạn ấy thì kiên nhẫn và chu đáo. So, what activity Mai should try? Mai nên tham gia hoạt động nào các em? That is taking care of animals, đó là chăm sóc động vật. And the reason is, và lý do mà bạn Mai nên tham gia hoạt động này là? Cô trình bày ở đây nhé. Mai. One. Bạn ấy có đặc điểm gì các em? She loves dogs and cats. Bạn ấy yêu quý chó và mèo. She is. Bạn ấy thì patient, kiên nhẫn and và chu đáo, caring. Và chúng ta qua the second facet. Lan is 13. Lan thì 13 tuổi. She is patient and loves children. Bạn ấy thì kiên nhẫn và yêu quý trẻ em.
She is good at English and science. Bạn ấy thì giỏi tiếng Anh và khoa học. She is a loving girl. Bạn ấy là một cô gái giàu tình yêu thương. Lan should join. Bạn Lan nên tham gia. Tutoring primary children. Bạn Lan nên tham gia dạy phụ đạo cho học sinh tiểu học nhé. And the reason are. Và những lý do đó là. Now we write. Chúng ta viết bạn Lan ở đây. The first. Lý do đầu tiên. She is patient. Bạn ấy kiên nhẫn. And loves children. Và yêu trẻ em. The second is. Lý do thứ hai. She is good at English and science. Bạn ấy giỏi tiếng Anh và khoa học. And the third reason. Lý do thứ ba. She is a loving girl. Bạn ấy là một cô gái giàu tình yêu thương. We continue reading. Chúng ta đọc tiếp nhé. Minh is active. Minh thì năng động. He loves nature. Bạn ấy yêu thích thiên nhiên. He likes being outdoors. Bạn ấy thích ở ngoài trời. He knows a lot about different kinds of trees. Bạn ấy biết rất nhiều về các loại cây cối. Now, Minh should join. Bạn Minh nên tham gia vào hoạt động planting trees. Đó là trồng cây. The reason, lý do của bạn Minh là he is active, bạn ấy năng động. The second, lý do thứ hai, he loves nature, bạn ấy yêu thiên nhiên. The third, lý do thứ ba, he likes being outdoors, bạn ấy thích ở ngoài trời. The fourth, lý do thứ tư, he knows a lot about different kinds of trees. Now we move to the fourth. Chúng ta chuyển qua đoạn thứ tư nhé. Nick is active and very tidy. Nick thì năng động và rất ngăn nắp. He doesn't like staying in one place. Cậu ấy không thích ở một nơi. He likes to work with different people. Cậu ấy thích làm việc với những người khác nhau. And he cares a lot about the environment. Và cậu ấy rất quan tâm đến môi trường. Nick should, bạn Nick nên cleaning up the neighborhood. Dọn dẹp khu phố Nick. And the reason for Nick. Lý do mà bạn Nick nên tham gia ta sẽ đó là he is active, bạn ấy năng động, and very tidy, và rất ngăn nắp. The second, lý do thứ hai, he likes to work with different people. Cậu ấy thích làm việc với những người khác nhau. And the third, he cares a lot about the environment. Cậu ấy rất quan tâm đến môi trường. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành hoạt động số 2 và chúng ta cùng chuyển sang hoạt động số 3 các em nhé. Match the community activities with the benefits. Em hãy nối các cái hoạt động cộng đồng với lợi ích của nó. Then talk with your partner about a community activity you want to try and its benefit. Và sau đó em hãy nói với bạn của mình về một cái hoạt động cộng đồng mà em muốn tham gia và lợi ích của nó. This is community activities. Đây là các hoạt động cộng đồng. And
This is its benefits. Và đây là lợi ích của nó. A. Taking care of pets. Đây là chăm sóc vật nuôi. We find. Now we find its benefits. Bây giờ chúng ta tìm ra những lợi ích của nó nhé. C. You learn about responsibility. Responsibility có nghĩa là tính trách nhiệm các em ạ. You learn how to take care of animals. Vậy bạn học về cách chăm sóc động vật. Now we march one with C. Chúng ta nối một với C nhé. 2. Tutoring primary students là dạy phụ đạo cho học sinh tiểu học. Now let's find. Chúng ta cùng tìm nhé. That is A. Đó là A. Children get help in their studies là trẻ em nhận được sự giúp đỡ trong việc học tập. You can help children improve the English and knowledge of other subjects. Và bạn có thể giúp cho trẻ em cải thiện tiếng Anh và kiến thức ở những môn học khác. We march to with A. Donating fruit to street children. Quyên góp đồ ăn cho trẻ em đường phố. Now we find. Chúng ta cùng tìm. You can help children have a better life. Em có thể giúp cho trẻ em có một cuộc sống tốt hơn. You learn how to share và em học cách chia sẻ. We march 3 with D. Chúng ta nối 3 với D nhé. 4. Collecting books for the community library. Là em sưu tầm sách, thu gom sách cho thư viện cộng đồng. What are its benefits? Lợi ích của nó đó là local children get more books to read, là trẻ em địa phương có nhiều sách hơn để đọc. Poor children can read books for free, là trẻ em nghèo có thể đọc sách miễn phí. Now we march 4 with B. Bây giờ chúng ta nối 4 với B nhé. Đây là đoạn đối thoại ví dụ, example. Ví dụ, Minh, which activity do you want to join? Bạn muốn tham gia hoạt động gì? Lan, I want to do a cleaning activity. Mình muốn thực hiện một cái hoạt động về dọn dẹp. Minh, what are the benefits of doing that? Lợi ích của việc làm đó là gì? Lan, it makes our neighborhood cleaner. Nó làm cho khu phố của chúng ta sạch sẽ hơn. We can also learn how to take care of the surroundings. Chúng ta cũng có thể học cách chăm sóc khu vực xung quanh của chúng ta. Now, let's make a similar conversation. Chúng ta cùng tạo ra một đoạn đối thoại tương tự như thế nhé. Và cô chọn hoạt động là taking care of pets, chăm sóc thú cưng, hoạt động đầu tiên. Let's start. Chúng ta cùng bắt đầu. Student A, học sinh A hỏi học sinh B nhé. Student A, which activity do you want to join? Student B, học sinh B trả lời. I want to take care of pets. Student A, what are the benefits of doing that? Student B, we can learn. Chúng ta có thể học về tính trách nhiệm. About responsibility. Chúng ta cũng có thể học về cách chăm sóc động vật. We can also
learn how to take care of animals. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hoạt động số 3. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng cô trong phần này và hy vọng cô sẽ còn gặp lại các em trong các bài giải tiếp theo. Chào các em và hẹn gặp lại nhé!